Một câu hỏi nữa là con bạch thầy, nhà con ở gần chùa có các quý thầy tu thiền mà con lại tu theo pháp môn tịnh độ. Con lại không gần chùa các thầy tu tịnh độ. Con có nên hàng ngày đến chùa học pháp và theo đạo tràng ở đó sinh hoạt không? Con kính xin thầy gửi cho con giảng giải cho con rõ ràng phân minh ạ. Ở trường hợp này á, thì nếu mà Phật tử này phát nguyện tu tập theo pháp môn tịnh độ và nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì trong cái thời gian đầu mà tâm chưa vững, đạo chưa cao, trí tuệ chưa đủ để giữ được cái niềm tin vững chắc vào pháp môn của mình, thì tốt nhất là chỉ đến những đạo tràng tu theo tịnh độ và chỉ nghe pháp về tịnh độ thôi. Còn sau này khi mà tâm đã vững, trí đã khai, không còn nghi ngờ với các pháp môn của Phật nữa, thì chúng ta có thể đi đến tất cả các đạo tràng, đến tất cả các ngôi chùa về các pháp môn như Thiền Tông, Mật Tông, Luật Tông, Thiên Thai Tông, vân vân. Các quý vị đều có thể đến, đều có thể nghe pháp, không có gì chướng ngại. Đó. Nhưng bây giờ mà tâm chưa vững thì tốt nhất chỉ một pháp môn, tin sâu nguyện thiết trường kỳ chuyên tu. Bao giờ mà không còn nghi ngờ nữa thì mới đến những nơi đó. Thầy cho lời khuyên như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.